là đàn ông phải bỏ qua việc nhỏ để làm việc lớn, phải không? Có cái chuyện giành gái thôi mà huynh cũng giận ta hoài. Nè, phận làm trai 12 bơ 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 bến nước, khó khăn lắm ta mới cua được con ghế ba dòng bóc 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 lửa, lại bị Tào Tháo ông giành mất. Ta rất tiếc, tướng mạo học vấn cái gì ông cũng hơn ta, nhưng có cái miệng ta khéo hơn ông, và phụ nữ thì yêu bằng tay mà. Lúc đó ông nghèo rách đến làm sao mà cua được nàng ấy vậy? Tại ông chưa biết tới nghệ thuật chém gió của ta thôi. Ta đồng ý là ta rất nghèo, phải làm nhiều nghề để mưu sinh, nhưng ta biết cách chém gió để nâng cấp bản thân lên. Ví dụ làm bảo vệ thì ta nói là kiểm soát viên hệ thống an ninh khu vực. Thì ra là vậy. Theo như ta nhớ, ông còn làm shipper phụ hồ và dán màn hình điện thoại nữa phải không? Mấy nghề đó thì ông có nói xạo? Ông nói xạo như thế nào kể nghe coi. Dán màn hình thì dễ thôi, kỹ sư che phủ bề mặt vật liệu tinh vi bằng polymer. Còn shipper, ông biết ta chém gió sao không? Nói đi. Nhà phân phối nguyên liệu đảm bảo cho sự tồn tại của nhân loại. Trời ơi, vãi đạn. Vậy ông cũng nghĩ ra được. Còn phụ hồ thì sao hả? Cái này mà chém được ta mới nể nè. Chuyên gia pha trộn vật liệu kháng axit và kìm ở nhiệt độ cao. Trời đất ơi, người đúng là ngụy quân tử Tào Thúy chứ Tào Thái cái gì. Sẵn đây, ta sẽ bóc phốt thừa tướng của các ngươi. Tào Tháo chỉ là một tên thích thể hiện để gây chú ý. Hắn thích bật tivi vào lúc cúp điện, thích đi bệnh viện lúc chẳng bị làm sao, thích mặc áo phao đi leo núi, đặc biệt thích ăn chuối mà không biết lục vỏ, còn thua cả con khỉ. Năm trăm anh em hốt sang ổng. Hốt hổng liền. Cứ để cho ổng bóc phốt đi. Tào Tháo ta xưa này sống cũng đâu cần liêm sĩ. Ai muốn chửi ta thế nào thì cứ chửi. Ngày nào ta không được nghe chửi, tôi ta ngủ không ngon. Những gì ta làm không phải là thích thể hiện, mà là tự tin khoe cá tính. Ông có hiểu không? Hay cho câu tự tin khoe cá tính nè. Nói chuyện với ta mà gầu rớt cả cục như tiết rơi. Đó là cá tính mà ông muốn khoe đó à? Chuyện đó là nỗi hổ thẹn thầm kín của ta thôi. Thiệt tình, ta cũng đã thử nhiều cách rồi, nhưng chưa trị dứt điểm được bẫy nến nắm da đầu và gầu. Đó là lý do ta chấp nhận nghe chửi để mời ông về đây. Ta biết Trần Cung học cao hiểu rộng, chắc chắn sẽ biết cách trị khỏi nắm da đầu và bẫy nến gầu các kiểu. Ông giúp ta lần này, ta hứa sẽ trả lại vợ cho ông. Ta còn bonus cho ông thêm 5 bà vợ già, tha hồ mà hưởng. Một vợ là đủ rồi, ta chấp nhận yêu cầu của ông luôn. Này Trần Cung, ông dẫn ta đi đâu vậy? Ta dẫn ông đi qua Việt Nam để mua một loại dầu gội. Ông bị khùng hả? Ta đâu có thiếu dầu gội. Dầu gội mà ta nói là dầu gội rau siêu trị nấm da đầu. Dầu gội rau được chiết xuất từ tinh dầu bưởi rất là thơm. Chỉ cần gọi vài lần là hết nấm, sạch gầu, vẫy nến, không còn bị vẫy nến ngứa ngáy hành hạ nữa. Ông gọi điện hotline 0908686222 để được giao hàng tận nơi. Phải đi bao lâu nữa mới tới Việt Nam hả Trần Cung? Đây qua đó khoảng ngàn cây số, đi khoảng một năm là tới thôi à, đi bộ á, cũng gần mà. Dạ, kính chào cô chú anh chị em. Hiện tại trên tay của Khang là đang cầm một chai dầu.